Hello, xin chào mừng các bác đã trở lại với kênh Trailer PT Nhật Đức trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm có mặt tại phụ tùng ô tô Nhật Đức. Thì hôm nay thì em lại review một sản phẩm mà mùa hè sắp tới lại làm mưa làm gió cũng như làm khuynh đảo tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc. Đây chính là chiếc bọc vô lăng thần thánh. Tại sao em nói thần thánh? Vì cái giá thành của nó cũng hơi mặn mà so với những chiếc bọc vô lăng khác trên thị trường. Cộng với thứ hai, tại sao nó có một cái giá mà hơi mặn mà thì em xin giải thích qua như này. Thứ nhất, hàng này là hàng thủ công đan bằng tay các bác nhé. Đây là đan bằng tay mà bàn tay này là của những người thợ thủ công bên Korea, đó là bên Hàn Quốc, xứ sở rất là xa xôi của Việt Nam. Người ta đan bằng tay và người ta khéo léo lồng vào bên trong, đó mà là một chiếc lớp cao su bên trong các bác này. Đấy, bên trong vẫn là bằng lớp cao su các bác nhé, nhưng mà lòng bên ngoài đó chính là hột gườm. Các bác biết đây là hột gườm các bác ạ. Tay em bẩn quá, vừa làm xong tay em rất là bẩn. Đấy, đây là hột gườm, đây là hột gườm các bác nhé, đây là hột gườm này. Đấy, còn đây, đây chính là người ta đan từng tay một luôn, đan từng tay để xếp thành hột gườm chạy vòng bao quanh cái bọc vô lăng này. Phải nói là tuyệt phẩm của chiếc bọc vô lăng. Nếu lên lên cabin thì điều đặc biệt mọi người chú ý tới đó chính là chiếc bọc vô lăng này. Dù cabin của bạn có đẹp đến đâu chăng nữa thì chiếc bọc vô lăng nó vẫn là cái mà em thấy mọi người để ý nhiều nhất trong một cái cabin xe và cái hàng ngày các bác tài hay vần. Cái này thì đặc biệt nó rất thích cho những bác nào mà bị mồ hôi tay hay là bị trượt tay khi lái vô lăng hay là vần. Đấy, bác nào mà không thích vần vô lăng nhưng cảm tưởng vần cái bọc vô lăng này rồi thì cảm tưởng là nghiện luôn và phê luôn. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều màu, từ màu xanh, màu tím đến màu đỏ, đỏ vân đỏ, rồi là đỏ chấm xanh, đỏ chấm trắng. Nó có rất nhiều mẫu size về Việt Nam, nhưng mà hiện tại thì em đang còn hai cái mẫu này là hai mẫu phổ biến nhất và được hot nhất, mọi người ưa chuộng nhất. Đấy, màu đỏ và đen chỉ đỏ. Đây, nếu bác nào tiếng Hàn thì các bác có thể dịch qua được một số những cái nội dung của nhà sản xuất, họ ghi ở đây là 100%. Theo em nghĩ đây là 100% sẽ len hay sao ấy ạ, thì em không thông thạo tiếng Hàn lắm. Đấy, rất là đặc biệt luôn, siêu phẩm luôn. Và đây nha các bác nhá, ở các review trước thì em cũng đã giới thiệu qua về cái này rất là lâu rồi, cách đây một năm trước em giới thiệu rồi. Nhà năm nay thì em thấy các bác lại hỏi rất là nhiều về cái món này thì em lại review lại thôi. Đây chính là chụp cần số các bác ạ, đây là chụp cần số này. Chụp cần số này thì nó sẽ có hai dáng, cái dáng này của em là dáng phủ cả cần. Đấy, dáng phủ cả cần và chụp luôn cái bao bao cao su ở dưới. Còn nếu mà các bác có một loại nữa là chỉ có chụp một cái đầu cần số không. Đấy, nó có hai form các bác nhé. Form này của em là phủ hết luôn này, toàn bộ luôn, cả cần xuống đến luôn là chỗ cái bao da cũng như là cao su của các bác. Đấy, nhìn rất là thích luôn, phải nói là tuyệt phẩm các bác ạ. Các bác nhìn kỹ không ạ, em zoom lên cho các bác nhìn kỹ góc máy quay của em luôn, lấp lánh cho các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy không, lấp lánh luôn này. Cái này thì khi làm mà bẩn thì các bác nhớ là đừng có giặt bằng tay, các bác đừng có giặt bằng tay, hãy mang ra hiệu giặt là các bác nhé, để cho người ta học giặt theo kiểu sấy hấp thôi. Các bác đừng giặt bằng tay cho em và cũng như đừng tác động bất kỳ một loại xà phòng hay là dung dịch tẩy gì vào đây, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất liệu sợi len nguyên chất này của người ta. Đấy, bàn tay thủ công đan khéo léo của những đôi tay thợ Konya. Cái này chỉ có phụ nữ đan thôi các bác ạ, chứ không phải đàn ông bên đấy đan đâu. Đấy, các bác nhìn thấy chữ VIP không ạ? VIP. Bác nào dùng cái này có nghĩa là VIP. Đấy, rất là tinh xảo luôn. Đây các bác nhìn là rất tinh xảo luôn, chuẩn đến từng mm một luôn. Đấy, căng đét luôn các bác này. Hiện tại trên thị trường thì nó có nhiều size lắm các bác ạ, từ size 38 lắp cho thằng Kia, lắp cho xe Kia K200, K250 và lắp cho xe Kia 1.4, K165, K3000 cũng như dòng HD từ 65, HD, HD65, HD72 cũng như lắp chung cho toàn bộ các loại HD từ 65 đến HD650 cũng như là HD800 và Lumity 110S. Tất cả đều xài size 41 và 42. Còn Kia K200 với K250 và Kia Bongo 3 cũng như là H150 của Thành Công lắp ráp thì toàn bộ đang xài size 38. Đấy các bác nhá, còn lên dòng cao hơn một nữa thì là dùng cho HD210 thì size 47. Còn nếu các bác dùng size của Hyundai Chago HD170, HD320 cũng như HD1000 thì nó sẽ dành dùng tiếp tục
size 49 hoặc size 47 tùy từng vô lăng theo đời. Đấy các bác ạ. Thật sự em nói các bác là các bác phải nhìn tận mắt cơ, các bác tận tay cầm vào nó các bác mới cảm nhận được giá trị đồng tiền các bác bỏ ra nó xứng đáng cái tầm nào. Luột là và căng nét đến từng góc cạnh. Đấy. Bên đó họ sẽ đóng bao bì như này các bác ạ. Mỗi một cái bọc vô lăng họ sẽ đóng vào như này và trong đó có một cái giấy bọc thương hiệu sản xuất cũng như là một số những cái dòng chữ hướng dẫn dùng hay sao ấy. Đó là em qua qua thôi. Đấy các bác ạ, đây. Đây là các bác này, đằng sau đấy nhá thì nó sẽ có toàn bộ những cái thông số hướng dẫn lắp đặt này, rồi cũng như là cách vần vô lăng này, rồi là nơi sản xuất này. Đấy, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng này. Đấy. Đấy, cửa hàng thì rất nhiều đồ phụ tùng. Bác nào mà có nhu cầu về đồ chơi cũng như là phụ tùng thì cứ liên hệ với em nhé. Theo số cà phê dít đây. Đấy, 0978823083, rất nhiều đồ luôn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Và chúc các bác sẽ sắm được những chiếc bọc vô lăng theo ý mình. Và cũng như chuẩn bị cho mình. Alo ạ, vâng ạ. Em xin tạm dừng video tại đây. Nào khách vào mua đồ rồi, cảm ơn video các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo và gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo. Xin chào lại các bác.